Hi, chào tất cả mọi người. Và hôm nay bên cửa hàng đồ câu phim mắt giới thiệu đến mọi người một cái dòng sản phẩm máy câu phân khúc 1 triệu dưới 1 triệu của hãng Daiwa, nhưng đầy đủ chức năng cho việc câu các cái loại cá từ nhỏ đến lớn luôn, maximum tới tận 12 kg lận. Và đây chính là cái dòng sản phẩm Daiwa Crossfire LT, nghĩa là LT là viết tắt của từ light touch, nghĩa là vừa nhẹ và vừa bền. Một cái gọi là một cái tính năng nâng cấp của Daiwa sau này, giúp cho mọi người khi đi câu cá thì cảm giác tốt hơn, cầm một cái máy nhẹ hơn nhưng mà độ bền và khả năng tải cá lớn hơn. Và ở đây chúng ta có tất cả các size máy từ 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 và 6000 full size luôn ở cửa hàng đồ câu Fishmart. Và bây giờ mình sẽ lấy ra một cái thông số ở một cái phân khúc thấp và ở một phân khúc size thấp và một phân khúc size cao cho người mình xem ha. Ở đây là ví dụ là cái đối với cái size 2500, về cái thông số của cái size này chúng ta có thể thấy rằng, thứ nhất là cái tỷ số vòng quay là 5.3, một vòng quay lớn thì chúng ta sẽ có cái quay ở bên trong là 5.3 vòng. Trọng lượng của cái máy này thì chỉ có 255g thôi, rất là nhẹ, sẽ thích hợp cho những anh em câu lure luôn. Và cái đặc biệt khá là bất ngờ đó chính là cái khả năng tải cá rất là lớn. Mọi người có thể thấy ở đây chính là size 2500 nhưng mà tải cá max đến tận 10kg lận. Thì đối với các cái địa hình câu cá ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là để tìm ra được những cái con cá mà khủng, cá lớn ở các cái sông như là sông Mekong hay các cái hồ, cái đập thủy điện thì may ra còn những con cá rất lớn. Còn những cái để đi câu mà chạy tìm ra những con cá 10kg mình nghĩ là đó gọi là Hugo luôn rồi ha. Và size 2500 này câu được cá 10kg này, cuốn dây một vòng là 75cm và ở đây thì nó chỉ có là một tảng đạn. Và các cái thông số cho dây ni lông và dây dù là đây. Mọi người có thể xem ở đây luôn ha. Đó, mọi người có thể xem ở đây luôn. Đấy, vậy chúng ta thấy rằng là một cái máy câu nhẹ nhưng mà mang đến một cái trải nghiệm câu rất là tốt cho chúng ta. Chúng ta để chúng ta tự tin hơn trong cái việc đi câu và có gặp cá lớn thì cũng rất là ok. Và mình sẽ lấy ra một cái size nó lớn nhất, đó chính là cái size cái 6000 này. Đối với 6000 này thì chúng ta có thể thấy rằng là trọng lượng của nó là 375g, max cá là 12kg, một tạc đàn cũng như là các cái thông số về dây dù và dây ni lông. Thì đây là trên tay đây chính là cái dòng máy 6000 nhẹ, đúng là đối với cái tính năng light touch này thì nó luôn là cảm giác là nhẹ. Và cái sản phẩm này là được sản xuất tại Việt Nam mọi người ha, made in Việt Nam luôn ha. Đây, công ty Daiwa có một cái nhà máy tại Đà Nẵng ha, sản xuất tại made in Việt Nam luôn. Rồi, và màu của nó là cái màu bạc kim, bạc có ánh kim thì nhìn khá là sang trọng và ở trong video, nhưng mà thực sự nhìn bên ngoài thì rất là đẹp. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, khá là êm ái, nhìn sản phẩm này nó chặt hơn xíu. Đó, mọi người thấy rất là êm luôn ha. Bây giờ mình sẽ mở cái phần cối máy này ra cho mọi người xem nhé. Thì đây là một cái phân khúc dưới 1 triệu nhưng mà mình đã thấy là đã đáp ứng được cái giúp cho mọi người có thể đi câu được những cái loài mà cá nó lớn đến tận 12kg lận, thì chúng ta thấy rằng là cũng rất là thích để mà sở hữu một cái sản phẩm như thế này để mang đến cái trải nghiệm câu rất là tốt, nhẹ, rất là nhẹ, size 6000 mà chỉ có 375g. Đây là cái cối của máy. Wow,
là nhẹ và đây luôn ha. Made in Việt Nam còn được dập khuôn ở trên cái đây luôn mọi người nhé. Đó. Rồi và vừa rồi thì cửa hàng đồ công Phía Bắc đã giới thiệu đến tất cả mọi người cái dòng sản phẩm Daiwa Crossfire LC và hàng có đầy đủ full size tại cửa hàng luôn. Nếu bạn nào quan tâm và thắc mắc cũng như là muốn trải nghiệm dòng sản phẩm này hãy ghé cửa hàng hoặc hãy liên hệ với số điện thoại ở bên dưới. Bên cửa hàng sẽ có giao hàng tận nhà, kiểm tra hàng trước khi thanh toán và ship hàng toàn quốc luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người có những chuyến đi câu rất là vui vẻ. Tạm biệt tất cả mọi người.